Hiện nay, có 13 dự án điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong danh mục các dự án quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện. Tại cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh có dự án nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch điện 8. Theo đó, tổng công suất đến năm 2030 vào khoảng 150 GW, gấp đôi tổng công suất hiện nay. Trong đó, công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW, chiếm 14,9% tổng công suất của toàn hệ thống điện. Như vậy, phát triển nhiệt điện khí là hướng đi tất yếu bởi nguồn điện LNG có khả năng bổ sung và cung cấp điện nhanh cho hệ thống khi các nguồn điện năng lượng tái tạo giảm phát, đồng thời ít phát thải CO2. Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power và một số địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng khí LNG tại địa phương. Kết luận tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị, để bảo đảm các dự án điện khí được triển khai, các đơn vị có liên quan cần tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất về mặt bằng, hạ tầng, môi trường, thủ tục hành chính để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương thực hiện dự án theo đúng tiến độ. Đối với các dự án chưa có chủ đầu tư cần khẩn trương rà soát, bổ sung dự án vào quy hoạch tỉnh và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, phấn đấu hoàn thành trong quý 3 năm 2023. Đối với một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương, Bộ Công Thương sẽ lập các tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện.